Mà xin chào cả nhà nha. Hòa xin chào Hòa Toàn Hải, Hòa anh chị em thân mến, Hòa xin trang mà YouTuber Cậu Minh Tuấn một buổi chiều đầy vui vẻ. Hôm nay thì nhà của mình thì là một món đà, đó là gà là nó xíu phay. Thì mời mấy anh chị Hòa theo dõi Hòa ăn cùng mình nha. Bây giờ mình mời cả nhà. Con gà nè. Chụp đi. Đưa động gà. Thấy rồi. Được chưa? Thì hôm nay thì giới thiệu này thì Nguyễn Tuấn thì là món con gà thì nó sẽ không phai. Thì em mời cả nhà và những anh chị mình và theo dõi và ăn cùng mình nha. Thì em cũng chân thành và những ngày qua thì mấy anh chị đã đóng góp và ủng hộ cho kênh em. Thì em cũng chân thành và em cũng cảm ơn những mà bạn bè. Thì hôm nay thì buổi chiều này thì em có làm một món là nó trộn gỏi là gà trộn gỏi quế rau găm. Em mời mấy anh chị và theo dõi và xem mà video của em nha. Thì em cũng chân thành và cảm ơn mấy anh chị và theo dõi và xem video của em. Thì em mời mấy anh chị và ăn và gà cùng em ạ. Mời cả nhà theo dõi và làm gà nha. Bây giờ thì em đang quay bà chủ đang làm gà, đang ngồi chỗ xếp hai ạ. Bây giờ em sẽ quay là nó toàn cảnh cho mấy anh chị mình. Ở đây thì mẹ mình hiện giờ là đang mà lấy con gà ra, hiện giờ là bả đang xé nguyên con gà. Nhưng mà con gà này thì mình mua ở ngoài chợ đó mấy chị, một ký thì nó gần mà 120. Gà nồi á. Ký này ký tới 120 lận á mấy chị. Mày mấy anh chị ăn mặn nha, và ăn khô với em mà quà ăn cơm ạ. Cơm chiên chiên châu. Viết mà cơm chiên mà chú chân châu luôn nè mấy anh chị. Múc ăn luôn. Múc ăn nữa. Chan múc. Ăn xé cho nó múc ăn. Mày mấy anh chị và theo dõi và những món ăn của em để trên bàn thì hiện bây giờ là em đang quay những mà mấy cái món ăn ở trên bàn. Thì em mời những mấy anh chị quay mời và mấy bạn và ăn cùng em những mấy cái món ăn này. Đây là con lu ở nhà em ạ. Bây giờ thì em chính thức thì em quay lại mà một món gà nghe mà anh chị. Em quay lại cái món gà của em nha. Thì bây giờ gà nó xé khoai rồi đó. Nhà nè, thấy không? Gà xé khoai trộn với mà rau găm. Thì quê em thì ở miền Tây nhưng mà gà thì gà vườn. Thì hôm nay thì em bắt con gà em đem vô em ăn thịt. Tại vì lâu quá thì thèm thịt gà nha. Rau găm anh chị. Đây là mẹ em, hiện giờ mẹ em đang làm món gà trộn rau găm rồi đưa lên trang của YouTuber. Hiện giờ là kênh cô YouTuber thì mẹ em và em thì cũng chân thành và cảm ơn cũng mà gửi đến mấy anh chị
và ủng hộ. Thì hôm nay thì mẹ em làm một món gà này thì đãi cho mà mấy anh chị mà dùng một buổi chiều. Cho nước mắm trộn vô. Mấy anh mấy chị nào chiều nay mà có ăn cơm á thì qua nhà em ăn cơm nha. Hôm nay thì các anh chị nào có ăn cơm thì qua nhà của em ạ. Em mời hết cả nhà luôn nha. Em mời anh chị ăn qua gà cùng em luôn, người ăn mà miếng gà cùng em. Đó. Ở đây dài phì phần chỗ trái cây nè. Nè, mặn, khô rồi cơm. Qua em thì ở miền Tây, qua em thì chỗ Cần Thơ. Rồi Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó mà lòng không muốn về nghe mấy anh chị. Qua em thì ở Cần Thơ nha, nhưng mà em làm những mà món ăn ở miền Tây đó. Kênh em thì làm nhiều thì nó cái chủ đề đó, một thì chủ đề bên là chỗ mà món ăn miền Tây, hai nữa thì bên cái chủ đề là cái tỉnh Thác Bồng Lai đó. Thì em là hiện bây giờ em cũng đang làm hai chủ đề món ăn. Ăn cơm coi. Mất cơm miếng ăn. Mình cơm to ra. Ngon quá. Ăn miếng tô cơm. Đây mẹ em bả đang ăn cơm ạ. Tại vì bá nấu xong rồi bá đang dùng thử nè. Bữa nay sao máy mà nó hơi cái giật quất ra. Em mời cả nhà Trinh Giang giúp nha. Em mời cả nhà Trinh Giang giúp trên trang YouTuber em và kính em và mời những mấy anh chị mời hết cả nhà vào ăn những món ăn của em. Lu. Đây là con lu nhạn nè mấy chị. Nó thấy không, nó nằm nè. Nó bây giờ nó lại đây là nó bảo vệ là nguyên cái thau á gà nè. Rồi. Không nè chị, nó chị. Là lại giỡn nè thấy không? Đưa gai đã rắn à, con này giỡn nó lắm. Nó. À, không là mày nói giỡn á mà nó không giỡn nữa. Em mời cả nhà nghe, mời hết cho cả nhà ăn cùng em ạ. Em mời hết cả nhà. Em mời bạn bè của em luôn. Em mời hết cả nhà. Gà này gà ở đằng vườn nghe mấy chị. Nhà em thì vườn thì nó ở chung ở kinh á. Ở chung kinh á thì nhà em có vườn. Bởi vì nhà em nuôi gà lắm. Gà mà thịt gà nuôi đầy luôn. Đó. Rồi. Hiện bây giờ em đang để mà rưới lên nghe mấy chị, rưới mà nước mắm lên. Em gửi mà nước mắm vô đây nè. Em rưới lên nữa cho nó ngon. Cho nó thấm vô nguyên cái thau gà. Mấy chị nào mà có ăn mà gà mà trộn gỏi như thế này nè, làm đơn giản lắm nhưng mà nó ngon. Em hiểu luôn á. Làm như vậy là đơn giản vậy nè, nhưng mà mấy chị ăn cơm đó, rất là ngon luôn, nhậu cũng rất là ngon nữa. Đây.
Ờ. Sư chưa lại hả? Má nó đi. Mẹ ngồi xuống mẹ trộn đi. Đứng gì cho mệt không? Nè. Hôm nay chiều nay. Hả? Chiều nay thì em đưa mẹ em lên trang YouTube luôn nha. À, bây giờ mẹ em chiều nay bữa nay bả làm món gỏi. Bây giờ cho bả lên trang YouTube. Trời. Ai? Ai á? Vậy hả? Ờ. Trời. Bả trộn xong rồi bả ăn luôn nè mấy anh chị. Bả nói bả trộn xong rồi bả cho ăn thử miếng thử. Bây giờ bả trộn xong rồi bả dành mà rồi bả ăn luôn nè. Cái này không cái này không yên mày. Không yên không yên. Rồi xong nè không? Bây giờ bả trộn xong bây giờ bả mời mấy anh chị mà bả không đưa mà bây giờ bả làm thêm miếng nữa là hai miếng. Mẹ cho con đầu đi. Ừ, cái đầu. Đầu. Thôi đầu để đầu đấy đi. Cái này có cá khô câu không ta? Có hả? Cái này mấy anh mà chàng trai á, mấy anh chàng trai nào mà có ăn mà chú khô câu á với đầu phải không, với cánh phải không? Ở đây thì em có hết nha. Ở đây đâu tùy chọn mà. À, khô câu nè. Đó, khô câu á. Bả ăn nữa nè mấy anh chị. Không bả trộn hồi là bả dứt nữa này nè. Ngon quá. Linh đình luôn. Bây giờ là tới phần này. Thầy ơi, mặc cái áo giống ở chỗ channel chỗ YouTuber nè. Channel YouTube luôn á. Có không? Ừ. Dạ, hả? Ừ. Channel nè, thấy không? Nè anh chị bây giờ em quay chỗ cái áo chạy chỗ channel nghe anh chị. Trời trời. Nè, thấy không? Chỗ cái áo này là chỗ channel nè, thấy không? Gõ gẹo nè. Nè. Anh chị thấy không? Cái này là em không có mà cái ý gì nghe, đừng có nghĩ gì xấu à. Cái này đâu phải không nè, mẹ em nè. Mẹ em năm nay bà mấy có mà 38 tuổi giờ. Trời ơi, 49 rồi ông ơi ông. Không, tại vì bà nói 49 thì thôi chứ nhưng mà sợ nhìn bà báo ngoài bà năm nay mấy có 38 rồi nha. Tại vì bà chưa có ai hút, nếu mà mấy anh chị nào xem YouTube nào mà thấy được mà hút em luôn. Tại vì hút đi xong thì đưa tiền về nuôi cha con em được rồi. Nói chơi thôi chứ mẹ em năm nay bà 49 rồi ạ. Nè mẹ em bởi vì năm nay bà ăn trẻ lắm, bởi vì bà cùng chủ đồng hành với em á, làm kênh YouTube với em đó. Kênh con được 8. Đây là chén mắm nghe mấy chị. Chén mắm em nè. Thì em cũng chân thành và cảm ơn và những mấy anh chị và những ngày qua thì cũng và ủng hộ cho em và em cũng gửi đến cho những mấy anh chị mình và xem kênh của em về một món gà thì nó trụng gỏi đó, món gà thì trụng gỏi mấy anh chị thấy ngon và thấy và thèm thì mấy anh chị và nhắn mà liếc và nhớ mà nhắn nút và nó đăng ký cho em mà và chia sẻ cho em, cho em lời mà nó nhận xét, cho em lời mà nhận xét rồi. Và em cũng chân thành và cảm ơn và mấy anh chị ha. Đây là món gà chung gỏi ạ. Mời mấy anh chị ăn cơm một buổi chiều với em nghe, thật là ngon miệng. Em mời những anh chị em và chính trang YouTuber và cả nhà, em mời hết cả nhà nghe. Tạm biệt mấy anh chị ạ. Hẹn mà mấy anh mấy chị một buổi chiều mà khác nữa thì em sẽ làm một món về miền Tây nữa thì em cũng mời mấy anh chị luôn. Đó.